Tại Hùng Bảo Điện. Hôm nay hoành tráng. Ôi dồi ôi, tôi may cái mũ khi lại béo cô rồi. Đó, trời lúc đó là tưởng mình biến thái mà mẹ chụp ảnh tưởng mình biến thái đứng ở đấy không đi chụp thật chắc con này phải cao 17 nhỉ, 17 đấy, 8 chán nè, dùng mic để dùng nó không đi, cứ lại đi nhà.